Trước khi có được những thành quả như ngày hôm nay, thì anh Nguyễn Mạnh Tiến cũng đã từng thất bại với nhiều nghề chăn nuôi khác như chăn nuôi cá giống, nuôi gà, nuôi vịt. Những thất bại đó đã lấy đi của anh một số vốn không hề nhỏ mà anh dành dụm được. Với suy nghĩ ở vùng quê nghèo, không chăn nuôi thì không thể phát triển được kinh tế và nâng cao thu nhập gia đình, nên anh tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới sau mỗi lần thất bại. Lần này thật may mắn, anh đã có một người bạn hỗ trợ và chỉ bảo cho anh đến với nghề chăn nuôi chồn. Sau những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu, tới nay anh đã xây dựng được những trang trại chăn nuôi rộng lớn, nâng cao thu nhập và tạo được nhiều việc làm cho bà con trong khu vực. Xin chào bà con, tôi là Nguyễn Mạnh Tiến. Từ trước đến nay, tôi chưa thấy một con vật nuôi nào mang lại giá trị, hiệu quả và kinh tế cao như con chồn hương. Bản thân tôi cũng đã trải qua rất nhiều con vật nuôi khác nhau như con gà, con vịt và cá giống, cá thịt. Sau khi tôi đầu tư rất nhiều tiền của và tâm sức vào con cá giống và không thu lại hiệu quả, thậm chí thất bại và trắng tay. Nhưng thật may có một người bạn đã hướng dẫn và đưa tôi đến với con chồn hương này. Không những đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và tạo điều kiện cho rất nhiều công ăn việc làm cho bà con xung quanh. Anh cho biết, trước đây anh chăn nuôi các loài vật nuôi khác như cá thịt, cá giống, vịt, gà thì chi phí đầu tư ban đầu rất lớn về chuồng trại, ao hồ cùng với các công trình phụ trợ đi kèm như nhà kho, hồ chứa. Nhưng khi anh chăn nuôi con chồn hương này thì những chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn rất nhiều. Đối với chuồng trại thì anh đã tận dụng lại những khu chuồng nuôi trước đây để anh đặt những lồng sắt được hàn bằng lưới và tôn kết hợp. Chi phí mỗi ô chuồng lớn như quý vị đang thấy rơi vào từ 2,4 triệu đến 2,6 triệu mà anh có thể nuôi được 5 đôi chồn sinh sản khác nhau. Như trước đây tôi đầu tư chăn nuôi con cá thịt, cá giống và con vịt thì cái chi phí bỏ ra để đào ao thả cá và cái diện tích mặt bằng rất là tốn kém, không như mô hình nuôi con chồn hương này. Mô hình nuôi con chồn hương này như trang trại chúng tôi làm lồng rất đơn giản. Như đây chuồng trại của chúng tôi làm bằng khung thép và quây bằng lưới cho 5 đôi chồn bố mẹ sinh sản. Chi phí nó chỉ hết từ 2,4 triệu đến 2,6 triệu. Và bà con lưu ý cho tôi là cái kích thước của chuồng là 60, 70 và 90. Tức là sâu rộng 60, cao 70 và sâu 90. Về mặt thiết kế của trang trại chúng tôi thiết kế một số đột phá. Thứ nhất là trang trại chúng tôi thiết kế hệ thống máng nước chạy dưới chuồng nuôi chồn. Như vậy sẽ tạo điều kiện để vệ sinh nó thuận tiện hơn. Khi con chồn thải ra chất thải, hệ thống nước sẽ tự động chảy. Nếu như bà con không có điều kiện để xây dựng được hệ thống tưới nước tự động như trang trại chúng tôi thì bà con có thể giải chấu và rắc men vi sinh bên dưới chuồng để tránh làm phát sinh dịch bệnh cho con chồn. Ngoài ra khu chuồng nuôi của anh một phần còn được thiết kế nổi trên mặt ao, vừa tiết kiệm được diện tích vừa tận dụng được chất thải của chồn làm thức ăn cho cá. Trang trại của chúng tôi đã có một cách xây dựng độc đáo là xây dựng chuồng trại nuôi con chồn hương nổi trên mặt ao. Rất phù hợp với con chồn hương này. Thứ nhất là chuồng trại rất là thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Cái tận dụng thứ hai là tận dụng được cái chất thải của con chồn hương để mình chăn nuôi con cá dưới mặt của chuồng nuôi chồn. Như trước kia, anh phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn cho thức ăn của cá và vịt. Chúng đều sử dụng những loại thức ăn công nghiệp và ăn rất nhiều. Phần lớn chi phí thức ăn anh đều phải nợ lại sau khi bán hết lứa nuôi thì mới có tiền để trả. Nhiều lứa nuôi sau khi trừ đi các loại chi phí và trả tiền thức ăn thì phần dư còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Có những lần còn bị thâm hụt vào vốn đầu tư. Nhưng từ khi anh chuyển sang chăn nuôi chồn hương
thì chi phí thức ăn của anh cho chúng chẳng đáng là bao nhiêu. Phần lớn là gia đình có thể tự cung cấp được, vì chồn ăn các loại cháo cá, cháo thịt có thể lấy từ ao của nhà, ngoại trừ các loại hoa quả của anh phải mua thêm nếu như số lượng cầy trong trại tăng lên. Cụ thể cách cho ăn và chăm sóc cầy hương của trại anh như thế nào, anh sẽ chia sẻ cho quý bà con ngay sau đây. Về thức ăn của con chồn này thì rất là đơn giản. Như trước đây tôi nuôi con vịt, con cá, khi chi phí thức ăn cho các loại vật nuôi đấy tốn chi phí rất nhiều. Nhưng nay với thức ăn của con chồn có rất nhiều ở quanh vườn nhà, ví dụ như là chuối, đu đủ. Buổi sáng chúng ta có cho ăn chuối và đu đủ. Ví dụ buổi chiều thì ta có thể nấu cháo cá, cháo gà. Và nói chung là cái chi phí về con chồn này thì không đáng kể, chi phí rất thấp. Bởi vì các thức ăn của con chồn này có rất nhiều ở các vùng thôn quê và giá thành lại rất rẻ. Về chi phí thức ăn của con chồn thì rẻ như vậy, và công chăm sóc của con chồn không đáng kể. Hàng ngày chúng ta chỉ phải bỏ ra từ 1 đến 2 tiếng để chăm sóc và dọn dẹp chuồng trại. Một phần vô cùng quan trọng đối với bà con chăn nuôi cầy phải biết đó là cách phòng chống bệnh cho cầy. Chắc hẳn bà con cũng biết cầy có sức sống rất khỏe ngoài tự nhiên, thậm chí chúng có thể tự biết cách chữa bệnh cho chính mình bằng cách ăn những loại thảo dược của núi rừng. Nhưng khi chăn nuôi tại trang trại thì bà con không thể chủ quan và coi nhẹ vấn đề này của chồn. Trải qua nhiều năm chăn nuôi, anh Tiến có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời tăng sức đề kháng cho cầy hương rất hay. Xin mời bà con cùng tham khảo. Trong vấn đề chăn nuôi, cho dù chăn nuôi bất kỳ một con vật nào, vấn đề về bệnh tật thì được rất nhiều bà con quan tâm. Riêng về con chồn hương, hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con về bí quyết làm sao để chăn nuôi con chồn hương sinh trưởng và phát triển tốt mà không bị bệnh. Về con chồn hương này, sức đề kháng của chúng rất tốt, hầu như không mắc phải một loại bệnh tật nào khác ngoại trừ bệnh đường ruột. Và sau một thời gian tìm hiểu, tôi biết là con chồn hương này rất thích ăn mật ong, nên cứ 1,5 đến 2 tháng tôi lại cho chúng ăn mật ong một lần. Sau khi tôi cho uống mật ong định kỳ như vậy thì thứ nhất là hệ tiêu hóa của con chồn rất tốt, và thứ hai là kích thích hệ miễn dịch cho con chồn. Cái thứ ba là khi trái gió trở rời thì con chồn này sẽ hạn chế được vấn đề đi ngoài. Cái thứ tư là kích thích sự thèm ăn của con chồn, do vậy con chồn sinh trưởng tốt và tăng cân đều. Chi phí chăn nuôi của chồn hương được cho là thấp như vậy, nhưng liệu hiệu quả kinh tế của nó mang lại cho bà con là bao nhiêu? Có cao hơn những vật nuôi thông thường hay không? Có cách nào để nâng cao hiệu quả kinh tế của bà con nếu muốn chăn nuôi chồn hương như trại của anh Tiến hay không? Câu trả lời đó là chăn nuôi chồn hương sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với vật nuôi thông thường. Nếu như quý bà con nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi và chịu khó hỏi kinh nghiệm từ những trang trại khác để áp dụng vào trang trại chăn nuôi nhà mình. Nhìn về một khía cạnh tích cực, sau khi tôi thất bại nghề nuôi cá giống và chăn nuôi vịt, tôi có cơ duyên đến với con chồn này. Thì tôi đến bây giờ tôi khẳng định với bà con là cái lợi nhuận sau khi chăn nuôi con chồn này trừ chi phí đi, nó thu về gấp hàng chục lần so với nuôi con cá và nuôi con vịt. Như hiện nay trang trại của chúng tôi đang bao tiêu sản phẩm con chồn hương này với giá là 2,6 triệu một cân, và trọng lượng của con chồn hương này nó đạt 5 cân trên một con. Thì một năm một đôi chồn bà con có thể thu về từ 60 đến 80 triệu trên một năm. Khi bà con có ý định chăn nuôi và phát triển con chồn hương này thì có thể gọi điện cho tôi và đến trực tiếp trang trại của chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn bà con để chăn nuôi con chồn hương này một cách
hiệu quả và lợi nhuận tối ưu nhất.